Hi, welcome back to my channel. Start scaling on. Let go, baby. Con tiếng truyền rồi. Và tiếng con ma đang ở gần đây. Khi nó đến gần thì những căn phòng sẽ có bộ rung. Và nó đang ở gần đây. Mình đang nhìn này. Chuồn thôi. Và trong game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Thứ 7. Okay, let's go over the gentry trail. Shoot, where do I go? Ha ha ha!
Okay, let's go. Baby in yellow. Em bé đó ăn bánh sandwich. Và đây thì mình sẽ tạo ra một chiếc bánh ngon nào. Thịt này. Đây là hành này. Cho thịt vào. Và tê. Đây đó là xúc xích đi. Nấm này. Rồi, sau đó thì mình sẽ kẹp. Oh my god. Wow. Oh my god. Đây là một chiều không gian khác. Okay, we're about to get the show. Thank you.
Oh my god, rồi luôn xuống đây bị tải chứ. Tự nhiên là các bạn đang bị lỗi rồi. Nó lỗi điều khiển một chút các bạn nhé. Oh my god, ông ta ngay sau luôn. Đi ngay sau bà ta mình không để ý luôn. Oh my god. So ok, và tất cả tiếp theo. Ozin 3. Let's go. Trong cái game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 5 chiếc chìa khóa. Khi đủ 5 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Và ngôi nhà này thì các bạn sẽ phải đi tìm. Và sau đó thì các bạn sẽ ăn cả máu nữa. Nếu không thì các bạn sẽ bị hút máu dần dần. Trong đây thì có Slender. Ông ta cai quản ngôi nhà. Đó chính là ông ta. Mình phải đi đường này thôi. No dream. It's really happening. Okay, let's go.
Wow, update tựa game này hơi chậm. Ok, đây câu. Sâu vào nâng cấp tiếp đấy cậu. So vợ từ gần tiếp theo mình tổ hợp lại học ba lấy câu. Ruby.
Slender Rising, ok, let's go. Trong game này thì các bạn sẽ phải đi kiếm tất cả những bức hình được gắn trong map bản đồ này. Đây là một ngôi nhà này. Một ngôi nhà khá là rộng nha, rất nhiều những con đường. Và các bạn sẽ phải đi tìm những bức hình gần đó. Và khi đó thì các bạn sẽ lùng. Càng nhiều bức hình thì Slenderman ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh. Nên các bạn sẽ phải cẩn thận những bước đi. Khi mà ông ta đã xuất hiện nhanh thì rất khó để có thể tránh khỏi được. Khi ông ta bắt được các bạn thì lúc đó các bạn sẽ lại phải chơi lại từ đầu trong cái này. Có bức hình gần đây, không biết đang đâu rồi. Đây rồi, ok. Bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm nha. Ok. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Victor Grandi. Thank you.
Vado che dicevo. Horror film. Let go. Oh my god, ông ta đang hướng lại với tài chứ. Điện thể mình đang bị què và giải cứu luôn. Rồi và sang tới cái tiếp theo. Thank you.
Oh my God.